Philippines dùng phi cơ dàn mặt Trung Quốc. Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố các phi cơ thương mại và quân sự nước này vẫn tiếp tục bay qua Biển Đông. Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thống Philippines Benigno Aquino trả lời phóng viên khi được hỏi liệu Manila có chấp nhận lập trường của Bắc Kinh ở Biển Đông hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục bay theo những lộ trình dựa trên luật pháp quốc tế trong các công ước tham gia. Quân đội Trung Quốc tuần trước yêu cầu một phi cơ giám sát P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ phải rời khỏi không phận phía trên các đá nước này đang cải tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, thậm chí là cả những khu vực gần bờ của các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam và Philippines. Đại tá Enrico Canella, người phát ngôn không quân Philippines cho biết, phi cơ sẽ bay qua Biển Đông, bao gồm cả lộ trình giống như P-8 Hải quân Mỹ đã thực hiện. Cơ quan hàng không dân dụng Philippines thông báo các hãng hàng không sẽ hoạt động tại khu vực được xem là không phận quốc tế. Philippines cũng đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ, đồng minh lâu năm và có hiệp ước phòng thủ chung. Tổng thống Aquino tuyên bố nhưng từ chối tiết lộ chi tiết, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi bằng mọi khả năng. Trường Sa là một trong những quần đảo lớn nhất và có vị trí chiến lược quan trọng nhất trên Biển Đông. Nó cách đất liền Trung Quốc khoảng gần 1.000 km. Để thực hiện yêu sách chủ quyền phi lý của mình, Bắc Kinh tiến hành cải tạo đất quy mô lớn tại những bãi đá ngầm đang kiểm soát thuộc Trường Sa biến các bãi đá thành đảo nhân tạo có thể xây đường băng và cơ sở quân sự bất chấp sự phản đối từ khu vực và quốc tế